Mình được Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Sửu, tháng Ất Mùi năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh hại trung kim ngày ất sửu tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm hại trung kim kỵ tuổi kỵ mùi ký quý mùi ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ mùi, quý mùi, tân mão, tân dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sát cống, đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, sao mọi việc, sao nguyệt phá, sao về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, sao đối với xây dựng, sao chu tứ hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao nguyệt hình, sao mọi việc. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành lục hợp quý nhân chia chở cho nên vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay mang đến cho bạn có được nhân duyên tốt đẹp đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn đang quản độc thân sẽ có được cơ hội tìm được một nữ mà mình mong muốn Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, các cơ hội về hợp tác làm ăn, buôn bán của bạn mệnh cũng được rộng mở hơn trước rất nhiều. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do, có được cơ hội để phát huy quy mô về hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng mới sẽ mang tới cho bạn có được nguồn tài lộc dồi dào. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, đang gặp được ngày có thực thần, chiếu mệnh, cho nên ngày hôm nay với bà tuổi Tý đang có được lộc ăn uống, bạn đi đâu cũng có được quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào. Cho nên cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, tươi vui cả ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực cho nên mọi chuyện mới nhẹ nhàng đến như vậy về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận trình được quý nhân chia chở nhân duyên tốt đẹp tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân có thể tìm được một nửa mà mình mong muốn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cơ hội về hợp tác làm ăn buôn bán được mở rộng tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nên nhân cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có lộc về ăn uống, phúc lộc dồi dào. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 34, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi, từ v tuổi xỉu thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi xỉu đưa ra được những ý tưởng độc đáo phá vỡ thế bế tắc trước mắt với bạn tuổi xỉu luôn kiên trì với con đường mà mình đã lựa chọn cho nên bạn gặt hái được những thành quả xứng đáng với mình trong ngày thứ sáu này, với những biểu hiện xuất sắc gần đây của bạn, giúp ích rất nhiều cho con đường sự nghiệp của tương lai của bạn mình. Dù có trắc trở đến đâu đi nữa, bạn cũng không để cho những khó khăn cản trở những kế hoạch của mình. Ngày thăng chức, tăng lương đang đến rất gần với bạn nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bạn, tác động xấu tới chức năng của hệ tiêu hóa. Bạn mạnh nên chú ý để chăm sóc cho sức khỏe của mình thật tốt, tránh lo lắng quá nhiều hay là làm việc quá sức. Vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, đóng góp những ý tưởng độc đáo để phá vỡ sự bế tắc, từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, gặt hái được những thành quả nhờ kiên trì với con đường mà mình đã lựa chọn, từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa, con đường sự nghiệp được rộng mở, nhờ thể hiện được xuất sắc năng lực của mình, từ vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ, cơ hội tăng chức tăng lương đang đến rất gần nữa rồi. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, sức khỏe suy giảm, cần phải chú ý hệ tiêu hóa. và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi giàu. Tử vi tuổi dần thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi dần đang rất ổn định và vững vàng điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy vô cùng an tâm bạn mệnh đang có được nguồn thu nhập từ công việc chính không cần phải lo lắng về những vấn đề thường nhật nữa tuy nhiên á, với bạn mệnh tuổi dần trong ngày này cũng cần phải lưu tâm tới chuyện quản lý và sử dụng về tiền bạc đừng có nghĩ rằng mình có nhiều tiền trong tay mà có thể thoải mái trong việc chi tiêu thiếu suy nghĩ miệng ăn núi lỡ không biết tính toán thì tiền núi cũng có ngày bị cạn kiệt bạn tuổi dần nhé vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mọc thổ xung khắc cái điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang có phần không được suôn sẻ và để giảm bớt những mâu thuẫn của cả hai người bạn nên giảm bớt cái tôi của mình xuống mới mong sự giảm nứt không kéo dài Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cảm thấy an tâm vì con đường tài lộc được ổn định và vững vàng. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh họ, thu nhập chắc chắn từ công việc chính, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, cần phải có kế hoạch quản lý và sử dụng về tài chính hợp lý. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc. Tình cảm không được suôn sĩa, đôi lứa thường sẽ ra mâu thuẫn. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên hạ bớt cái tôi cá nhân để tránh gây rạn nứt về tình cảm và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 15 số 36 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá cây màu trắng quý nhất phù trợ tuổi Mão tuổi Tuất tuổi Hợi từ Vi Tùy Mão thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đã gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão đang có rất nhiều tham vọng ở trong lòng và ấp ủ những kế hoạch để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu được tài lộc về nhà. Ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, nên tận dụng thời cơ này để phát triển quy mô kinh doanh làm ăn của mình. Có điều, trong vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi Mão, bạn cần phải chú ý tới các mối quan hệ với người tuổi giàu, người tuổi mùi trong ngày. Chớ nên tin người thái quá, nhất là trong chuyện liên quan tới tiền bạc, càng cần phải thận trọng hơn. Tuy nhiên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, vận trình tình cảm của bạn lại gặp không ít những trắc trở. Một phần là nguyên nhân vì bạn tất bật với công việc, phần khác với bạn tuổi Mão không để ý tới cảm xúc của đối phương. Bạn cả nể, lôi cho bạn bè, người thân hơn là nửa kia khiến cho tình cảm gặp nhiều trục trặc mãi không thôi về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có nhiều tham vọng và muốn nhanh chóng thực hiện từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa biến ý tưởng thành các kế hoạch khả thi để thu lợi về cho bản thân mình từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đối với những người làm kinh doanh buôn bán nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc Chớ tin người Thái quá, nhất là những chuyện liên quan tới tiền bạc, tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim, vận trình tình cảm gặp nhiều trắc trở, dù thiếu đi sự quan tâm. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 62, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh chối, quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thìn tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là ngày này do tác động của cục diện ngũ hành siêu thìn tương phá cho nên với bạn tuổi thìn cần phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình dù không có ác ý gì nhưng với bạn rất khiến cho đối phương bị tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm tưởng là đùa nhưng lại rất vô duyên của mình và trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có chính án chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi thìn Nếu như muốn cải thiện về thu nhập hiện tại Thì bạn nên nhớ là Cần phải tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình Thay vì tham lam Làm tất cả mọi thứ Có như vậy bạn mới có thể chứng minh được Năng lực của bản thân mình với cấp trên giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa của mình ngày thứ sáu này bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và đây là dấu hiệu cho thấy với bạn cần phải chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn bạn mạnh đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng khi không có sức khỏe thì không thể làm được việc gì về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, dù không có ác ý nhưng cũng có thể làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, đùa giận đúng nơi đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh thay vì ôm đồm tất cả mọi việc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cần phải chứng minh năng lực rõ ràng hơn chu cấp trên. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy dù bận rộn cũng nên chú tâm chăm sóc sức khỏe cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 17, giờ tốt. Từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cái điều này cho thấy áp lực về công việc mà bạn tuổi tỵ đang phải gánh chịu sẽ được giảm bớt phần nào dù bạn có vất vả đến đâu đi chăng nữa, cũng hãy coi đây đồng thời như là một cơ hội để cho bạn phát huy tài năng của bản thân mình. Bạn nên nhớ là có cạnh tranh thì mới có sự phát triển và cơ hội tốt phải tự mình nỗ lực giành lấy chứ đừng có bỏ qua rồi sẽ tiếc nối lắm đó bạn tuổi tỵ nhá. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được những cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình đang đến ngay trước mắt. Nếu như bạn muốn thăng tín thì bạn phải cho thấy thế mạnh của mình và một khi làm được vấn đề về tài chính sẽ không còn là nỗi lo của bạn nữa. Ngày thứ sáu này, bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn đang được thám sát đối với những bạn đang quản độc thân sẽ sớm tìm được một nửa của đời mình, bỏ lại sau lưng những lỗi đau trong quá khứ để hướng tới hạnh phúc trước mắt nữa rồi. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa áp lực về công việc được giảm bớt, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ khó khăn đồng thời cũng là cơ hội để cho bạn thể hiện từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có cạnh tranh mới có phát triển chớ nên chùn bước từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim muốn thăng tín thì phải cho thấy thế mạnh của bản thân mình từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tình duyên thám sắc đối với những bạn đang quản độc thân sớm tìm được người thương vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 52, số 61, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi giàu. Từ với tuổi ngọ thứ 6, ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tứ ngọ cho chúng ta thấy là bà tứ ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngọ xỉu tương hại cái điều này sẽ gây ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay tình cảm gia đình có phần lạnh nhạt gia đạo bất an các cặp vợ chồng dạy nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tứ ngọ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây là lời cảnh báo cho bạn tử ngọa cần phải cẩn trọng hơn với các mối quan hệ trong công việc cẩn thận kéo lại bị tin lầm người mà bị hại lúc nào chẳng hay kẻ tiểu nhân đang bày mưu tính kế để tước đoạt những thứ mà bản mệnh đang có trong tay nhất là các giao dịch về tiền bạc càng không nên chủ quan bạn tử ngọa nhé. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình lạnh nhạt, gia đạo bất an, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, vợ chồng dễ sẽ ra sinh ra mâu thuẫn vì những vấn đề nhỏ nhặt, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa thận trọng trong các mối quan hệ trong công việc từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cẩn thận kéo lại tin lầm người nhất là trong các giao dịch về tiền bạc từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đề phòng tiểu nhân bẻ mưu tính kế để cướp đoạt công lao vài đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 56, số 76, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tưới mùi trong ngày này đang gặp ngày có cuộc diện ngộ hành xỉu mùi tương xung cái điều này mang đến cho bạn đang có một ngày bất ổn kể cả về công việc lận chuyện tình cảm trong công việc mặc dù với bạn là người có tài nhưng sự nóng vội sẽ khiến cho bạn mệnh mất đi sự tỉnh táo chẳng còn bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn mà dễ bị cảm xúc chi phối đưa ra những lựa chọn lạc lối không thể nào hiểu nổi với bạn tuổi mùi, bạn cần phải tự điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, đừng có lúc nào cũng thoải mái bộc lộ một cách tiêu cực như vậy. Về mặt tình cảm, với bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, bạn cũng đang có điểm báo đào hoa xấu. Bạn có thể sẽ gặp phải chuyện buồn về tình cảm, vợ chồng đang có sự lục đục, có nhiều mâu thuẫn xảy ra, khiến cho tình cảm phôi phai, có thể sẽ nảy sinh tình cảm ngoài luồng nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vận trình trắc trở cả trong công việc lận chuyển tình cảm đều trục trặc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nóng vội dễ dễ, giận đến mất đi sự tỉnh táo đưa ra những quyết định sai lầm tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên tự điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc của bản thân tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có thể sẽ gặp đào hoa xấu gây chuyện buồn về tình cảm tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc vợ chồng lục đục có nhiều mâu thuẫn rạn dạ nứt. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 42, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi thân nên cẩn trọng trong việc chi tiêu bởi bản mệnh rất dễ sơ suất để mất tiền oan vì những khoản chi không có lý do rõ ràng. Và ngày hôm nay ạ bạn tuổi thân cũng không quên không quá tin tưởng người ngoài kéo lại bị lừa gạt về tiền bạc nữa. Mù quáng tin theo những lời lừa gạt của kẻ xấu, với bạn tuổi thân có thể sẽ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân, tiền bạc kiếm được không phải dễ dàng. Bạn đừng có tùy tiện vung tiền qua cửa sổ, lãng phí về tiền bạc một cách không xứng đáng như vậy. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Bù lại cho bạn có được một chút may mắn khi cái chuyện tình cảm của bạn lại đang rất êm ấm. Có những khó khăn thử thách càng khiến cho chuyện tình cảm đôi bên càng thêm nồng nhiệt. Tình cảm được hôn đúc qua thời gian và trở nên mạnh mẽ, bền vững hơn. Hai bạn thậm chí tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, kéo lại mất tiền oan vì sơ suất. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa không nên tin tưởng người ngoài, kéo lại bị lừa gạt về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ dễ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân gây mất tiền hao của tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tiền kiếm được không dễ dàng đừng có lãng phí một cách không đáng tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tình cảm êm ấm thử thách khiến đột tình yêu thêm mặn nồng, gắn bó. Và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 67, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi giàu, tuổi tuốt. Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị Dậu sự phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu có được vận quý nhân chia chở con đường tình duyên được khởi sắc đào hoa nở rộ có duyên có phận rồi sẽ lại về bên nhau sau bao trắc trở xa cách. Chẳng những vậy, tinh thần làm việc của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay cũng phơi phới, làm việc hăng say, đầy nhiệt huyết, không thấy chán nản hay lành mệt mỏi nhờ có được sự ủng hộ của tỷ kim chiếu mệnh. Một phần là vì bạn đã định hướng rõ ràng cho công việc, phần khác vì được cấp trên tạo điều kiện hết mình, cho nên bạn cảm giác làm gì cũng được thuận lợi. Các mối quan hệ ngày thứ 6 này của bạn tuổi dậu á, giữa bạn và đồng nghiệp cũng được cải thiện đáng kể. Có người từ thế đối đầu, chuyển sang nghị hòa và điều này sẽ đóng góp đáng kể trong việc thăng tín cũng như là phát triển sự nghiệp của bạn nữa rồi. Vài từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có được quý nhân chia chở, con đường tình duyên được khởi sắc. tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, người có duyên có phận lại về bên nhau sau bao cách trở xa cách từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tinh thần làm việc phơi phới hăng say từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tìm ra định hướng rõ ràng cho công việc được cấp trên tạo điều kiện để phát triển từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim giữ được mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 46, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành siêu tuất tương hình cái điều này làm cho bạn trải qua một ngày không được máy xun xịa trong công việc sự cố chấp và cứng nhắc của bạn khiến cho việc hợp tác làm công việc chung với mọi người thiếu đi sự liên kết công việc dễ đi vào thế bí nhưng bạn lại không chịu thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ chính mình có lẽ với bạn tuổi Tuất đó nên tự kiểm điểm lại bản thân mình khi nhận được những lời góp ý của mọi người. Một người góp ý thì có thể là ý kiến chủ quan của đối phương nhưng nếu như hầu như tất cả mọi người đều lên tín thì quả thực là bạn không thể không nhìn lại chính mình được. Bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này nhắc nhở bạn không nên chủ quan với sức khỏe của mình và khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nào đó thì bạn nên thăm khám bác sĩ để có hướng chữa trị kịp thời. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, công việc diễn ra không được suôn sẻ. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, khó hợp tác làm việc do sự cố chấp và cứng nhắc của bản thân. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Công việc đi vào thế bí nhưng không chịu thừa nhận nguyên nhân từ phía mình. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên tự kiểm điểm lại bản thân sau những lời góp ý của mọi người. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên chủ quan với sức khỏe nên thăm khám bác sĩ kịp thời. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 43, số 44, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phụ trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp phải thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho công việc của bạn kém phần, xuân sẻ, nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Bạn bè tuổi hợi cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, công việc không thể nào hành động thiêu cảm tính được. Và với bạn tuổi hợi, có thể sẽ mất nhiều thời gian để cho bạn có thể khẳng định được vị thế của mình, nhất là khi mà thời điểm hiện tại bạn không xác định được mục tiêu phấn đấu trong tương lai của mình, nên sẽ lầm đường lạc lối, không biết mình đi về đâu. Ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn vẫn chưa tới. Bạn chưa tìm được ai để cùng chung với mình. Bước sớm hôm, chia sẻ những vui buồn mỗi ngày. Cũng đừng có quá buồn, ai cũng sẽ có một người dành riêng cho mình. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có được hạnh phúc thuộc về riêng mình bạn tuổi hợi nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa công việc kiếm xuân sẻ có nhiều rắc rối ập đến từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định không nên hành động thiêu cảm tính từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc chưa khẳng định được vị thế của mình do chưa xác định được mục tiêu từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mục tiêu mờ mịt cho nên dễ lầm đường lạc lối từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tình duyên chưa tới chưa tìm được hạnh phúc của riêng mình về đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 75, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tít like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và